Cơ quan an ninh Liên bang Nga ngày 4 tháng 4 cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ tấn công nhà hát Krokus ở ngoại ô thủ đô Moscow xảy ra hôm 22 tháng 3. Các nghi phạm này đã bị bắt giữ ở 3 thành phố của Nga là Moscow, Omsk và Yekaterinburg. Trong đó có một người là công dân Nga và 2 người nước ngoài đến từ khu vực Trung Á. Văn phòng báo chí của FSB cho biết. Trong quá trình điều tra, Nga đã xác định rằng 2 người đã chuyển tiền để mua súng và phương tiện sử dụng trong vụ tấn công. Người thứ 3 trực tiếp tham gia vào việc chiêu mộ đồng phạm và tài trợ cho những kẻ thực hiện vụ tấn công. Theo báo cáo mới nhất, trong vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 vào đám đông tại nhà hát Krokus ở ngoại ô thủ đô Moscow, 144 người đã thiệt mạng và 551 người đã bị thương trong vụ việc. Nga đã cáo buộc Ukraine dính líu đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow, mặc dù Kiev phủ nhận điều này và nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, IS, tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Ukraine cũng phủ nhận sự liên quan của Mỹ trong vụ việc. Trước đó, Mỹ đã cảnh báo về một âm mưu tấn công ở Nga của nhóm khủng bố Hồi giáo.